dạng này đâu đó. Ờ, cái đúng là xỉu luôn. Lát cái dốc bên này mình lên hơi căng nha. Dốc. Núi là 30 cây, cái bên đất dài chắc tuột rồi luôn á. Nó chạy lên đóng rồi. 30-40 cây số rồi định dưới lên núi á. Rồi có chiếc luôn cái xe rồi.